Chào chào các bạn nha. Hôm nay là mình có mặt tại nhà của ông Năm. Tại là ấp 1 là ấp 1, xã Núi Tượng, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai. Và ngày trước thì mình cũng nghe là nhà của ông Năm cũng là khó khăn lắm. Nói chung là cũng may hôm nay mình đến thì cũng mừng là được cái nhóm chị Kim Phượng là cũng là trao tặng cho là nhà tình thương. Hôm nay mình có dịp cũng là ghé vào thăm ông Năm. Dạ, con chào ông ạ. Dạ, hôm nay ông ăn cơm chưa? Con mới con mà vô Mới ăn cơm. Hồi 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 nãy là con cũng có ghé đây mà con không thấy ông đâu hết á. Dạ. đi cầu không biết sao Dạ dạ, đây ông ở một mình hả ông? con mình Con mình à? Năm nay ông nhiêu tuổi rồi? mấy tuổi 84 84 hả? Mà, dạ mà nhà này mình xây lâu chưa ông? nhà này xây được cũng được từng từ lễ nay Một tuần rồi. từng rồi. Dạ, tại bữa hổm á con xem trên mạng á, con thấy ông cái nhà sụp sụp lắm. Con thì tuốt chứ sao, con ở múc dưới kia, con chạy lên đây chắc 50 cây số á. Cái con định lên là con quyên góp để ủng hộ cho ông tí để mình xây cái nhà nó mới hơn. Mà con lên cũng cũng thấy rồi, cũng khang trang, con tìm hoài không thấy nhà ông Năm đâu hết. Con kêu bữa hổm có cái nhà sụp sụp mà. Dạ. Lót cạnh này Nó cạnh này đi có trơn lắm không ông? trơn Trời ơi, ông đi nhớ đi nhiều nước thật Dạ chờ thật sự nè các bạn thấy không, ông đi rồi từ từ thôi, nói chung con thấy cái này mà đi sụp sụp vô là đi dễ té lắm. Dạ đất đây mình rộng không? vì Dạ theo bác thì tính nhà thì sao ạ dạ dạ đúng rồi. Đó là nếu mà ông đi theo để cái này phải không, thì giống nó rít rít như nè, đi nó đỡ không chứ. Thôi con thăm nhà ông tí nha. Dạ ở trong đây là sách, này là sách gì vậy ông ha? Sách à, đây là bên này là cái sách đó là cái đó kinh sách kinh kinh mấy cái vũ trụ mấy kinh sách về vũ trụ. Đây nhà của ông Năm đây các bạn. Ông tự nấu ăn luôn hả ông? tự nấu ăn Đây trời ơi, cái này ông nấu mấy bữa rồi mà trời ơi, để này nó thiêu hết ăn có sao không ông? sao Trời ơi thường thường ăn cơm ăn muối nè nè các rồi bao bạn, nhiêu nhớ một ngày ăn 2 ngày chờ rồi ông vậy á chứ mỗi ngày mỗi nấu thì mỗi mất thời gian chờ ơi phải ông nè, ông không không có đậy lại để nó không lùi nghĩ bay gì hết đây. không sao chứ Dạ, đây vậy là ông ngủ ở đây hả ông? đó không lo Dạ ở đây nó bị mưa hay sao mà ông che tấm bạt lên? hồi nay mưa nhiều cái nó cũng giọt vậy Ủa nó cũng giọt ở trên trên đất à vậy cái đường đỉnh à vậy là bị dột lên đây nè các bạn, mới xây rồi mà nhưng mà chỗ này nó vẫn bị dột nè các bạn. Đây mình đi xuống dưới nhà dưới của ông Năm. Đây ở đây có không có cũng có điện hả? À có điện đây, nhà dưới đây các bạn. Chỗ này nó bị mưa ngập hay gì sao không? Con thấy chỗ này nó ướt ướt nè ông Năm. Dạ 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 nè con thấy sao chỗ này nó bị ướt quá trời luôn không? Dạ à mưa nó bị tạt vô không? Dạ nè các bạn thấy không, ông đi xuống. Rồi chỗ này mình nay là nhà vệ sinh mình làm trong đây luôn. đó Nước mình là ở đâu mình lấy nước từ đâu ông? lấy nước trên nắp nhà xuống đó nó À hứng con hứng mình hứng 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 vô trong cái thùng đó để xài nè. tháng mưa thì vậy á À tháng thì nhờ mấy cái thùng đó mà à ủa ông đang nấu cái gì vậy ông ha? chứ cái đó kho đồ ăn Nè các bạn chờ ông kho, ủa cái này là mình là kho đậu hũ ha, đậu hũ với đậu thôi nè. cắt rồi nội nội Không có thịt gì hả ông? không Ông không ăn thịt hay là không không ăn thịt không ăn thịt à, mình chỉ ăn chay. cũng Dạ đây các bạn, ủa cái này nó chín chưa mà ông để im? sao không vậy sao chứ bị gì nó mặn quá Nó mặn hả? để đường vô hầm đợi Dạ đây, của đây là này là ông mua hay là ở đâu ông ha? tôi mua Mấy mấy cái bí này nè, bí rồi củ này củ kia. mua À đây con thấy có toàn là bí rồi toàn thuốc rồi đúng không? Thôi con đóng cái cửa lại ha. nó mình nè mày quá
Dạ nó ồn ồn phải không ông? Cho chắc đó, chưa biết à. Rồi, vậy phải không? Như như vậy mình nó mới là nó gài cho gài giải sốt người được. À. Giải sốt phải thở mình lo. À. À nó phải đẩy lên mới gài chốt được hả? Nó À. chưa khích nha. Dạ. À, đâu khích. Dạ. Mà thành ra cái cửa này mà nó phải sửa lại. À cái cửa này là nó đang bị đó, đóng nó chạy ra ngoài luôn ha. Rồi. Có mình ông nói chung cũng hơi khó hơi vất vả này ha. Nè các bạn, cái bữa giờ mưa gió nó cũng bị ướt ướt dột chỗ này hết nè. Đi ngang đây phải vừa quét cái À không, ông chân chỗ này đó thấp là quá. do cái Đúng rồi, nhưng mà cái trong này chắc này xây gấp quá. trong này ướt quá nên họ lo đi có nhiều đi tay Dạ, đây, cái này thì hình như là nó hơi trơn quá các bạn ơi. Cái này là ông đi mà ông phải bấu 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 cái giò lại thấy. đúng vậy á. Dạ. Bố cái ngón cảnh lại Dạ. cảm thấy á. Ông ngồi ghế đâu? Hiện tại ông ở đây thì có mấy anh chị hay đến đến thăm ông không? Không Vậy là từ lúc mà xây nhà đến đây thì không có ai đến thăm ông hết. Dạ. Ông vậy là ông ở đây là tính là ở đây là mấy chục năm nay là từ một chỗ đây thôi. rồi chưa xả chứ giờ tới giờ ở còn rừng nữa. Dạ họ còn rừng. Vậy là ngày xưa là mình có vợ con gì không hay ông ha? Hồi có nhưng mà vợ lười biếng quá tối về ăn chơi không Dạ. thành thử ra ông Năm không nhận. Dạ rồi bắt đầu ông Năm bây giờ thôi mình không Sống mình rồi sống mình thôi, giống như là dạ sống cho tới giờ luôn. Dạ thấy ông cũng khỏe chứ, nội con thì cũng năm nay cũng bảy mấy rồi mà thấy ông tám mấy mà thấy ông năm nay. mấy Mà ngày xưa ông có đi dạy học không không ha? không ở nhà chuyên môn bởi vì ông Năm từ nhỏ tới lớn cái chuyên môn đi ở chợ làm mướn kiếm cơm ăn Dạ. mà không có ăn học rồi bây giờ ngồi viết kinh cho nên là cháu không nhiều Dạ, hàng chứ con cháu thấy trời ơi sách quá trời luôn nè. Trời ơi, thấy ông cũng Năm nói về vũ trụ mà cái lá cây vậy đó nó dạ cũng có như lai giống như thường mà dạ nhưng người ta không biết nó quá là sinh trùng sinh trùng phải nó có con trùng con trùng mới tới là thú thú tới là người người thần thánh nhân vật như dạ vậy thần thánh nhân vật từ trong đó ra ta không có quyền khi dễ dạ à vậy đó không quyền khi dễ vậy dạ dạng vật đều tất cả đều có như lai thánh. dạ đúng rồi, vạn vật nó đều có em. Dạ. Quan trọng quan trọng vậy đó cho nên ta không có nói là cái thế giới là trần hồng biển khổ gì Dạ. biết khổ là tại mình À, vậy là khổ khổ tại là mình tại mình. mà chứ đâu phải tại như tại nó Đúng rồi, khổ là do đúng là tại mình thôi tại chứ. mình Dạ. cho nên ta không có biết rõ gì khổ là Dạ. Thôi ông ơi, hôm nay con tụi con thì con đến đây thăm ông. Không có gì thôi con gửi cho ông tí tiền để ông mình để có gì mua gì mua. Dạ hôm nay con cũng mới lần đầu tiên con biết đến đây à. Dạ hai ông cho con gỡ mà để mình mua sữa thêm. Dạ theo nha. dạ không có gì ông. À, dạ vậy đó. dạ chúc ông À, nhiều sức khỏe, rồi rồi. nói chung là lâu lâu thì con có gì thì con cũng lên thăm ông. Rồi. Rồi xin phép con về. Dạ.